Thêm yêu thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nguồn tài nguyên dần cạn kiệt thì lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn. Tái sinh rác, sử dụng lại những vật liệu tưởng như bỏ đi là cách đơn giản để mọi người trân trọng giá trị của tài nguyên. Đinh Đồng Giang, 29 tuổi, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đang cần mẫn từng ngày tạo ra những đồ dùng tiện ích từ mọi vật liệu xung quanh. Bị liệt nửa người từ nhỏ, phép màu đã đến với Giang khi anh đi lại được sau ca phẫu thuật vào năm 2013. Nhưng cuộc sống của Giang càng rực rỡ sắc màu hơn nữa với công việc thổi hồn cho rác. Giang chia sẻ, biến đổi khí hậu, thiên tai và môi trường ngày càng ô nhiễm đã thôi thúc anh tạo ra những tác phẩm xinh xắn, tiện ích để đánh thức tình yêu thiên nhiên ở những người xung quanh. Vật liệu nào em cũng thay thế, nhựa cũng có, sắt cũng có, quả thông bỏ đi cũng có. Những tác phẩm của em làm thì có tiểu cảnh bằng những chậu vỡ, các cái xe phanh liếc, một số em làm chung gió và một số thì dùng cây. Và nhất là các cái lông gà nó mượt và nó bóng rất là tiếc. Thì em bắt đầu em lượm lại, rồi em dán làm thành những bức tranh nhựa ấy, trang trí là những con robot hay là những các con vật cho các em chơi. Nhà nào cũng có rác, thay vì chúng ta bỏ rác một thùng rác thì chúng ta tận dụng lại, tái chế và sử dụng nó để làm cho môi trường sẽ xanh, sạch và đẹp hơn. Hàng trăm sản phẩm tái chế đã được Giang tặng cho những người yêu thích. Các tác phẩm được làm thủ công và chứa đựng sự nỗ lực, tâm huyết của Giang vì đôi tay của anh vẫn còn di chứng từ nhỏ. Ngoài ra, Giang còn lập kênh YouTube hướng dẫn mọi người cách làm những món đồ tái chế đơn giản và đẹp mắt. Trong tương lai, anh mong muốn thành lập nhóm gồm những người cùng đam mê để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.